Từ lúc quen nhau nói chung là chưa bao giờ được đi, hôm nay mới được đi riêng. Ta gọi là hưởng tuần nhân mật là một tuần mới gọi. Là kỳ trăng mật thôi. Chưa còn ôm nhiều giờ hết. Trời ơi, sao này là thành vợ thành chồng hại bớt ôm. Nên giống như mình bị đi ngược lại á. Người ta thì vợ chồng ta ôm nhiều đi, vợ chồng ra đường nắm tay ngại. Ôm ngại. Không, Luân với lại Phương cũng vậy vậy. Ai nói? Dạ, vậy mà hồi xưa đi cặp bồ lúc mà quen thì đâu có ngại mấy cái đó đâu. Hôm nay, Ly Thảo đã thức dậy và ra khỏi phòng khi anh chồng còn say giấc. Một mình đi ra biển, lại còn có cả hoa và bong bóng, không biết Thảo định làm gì đây. Tối hôm qua nằm suy nghĩ mãi, không biết làm như thế nào. Cảm thấy rất là hồi hộp, tại vì bản thân mình từ trước giờ chưa bao giờ làm những cái chuyện mà gọi là lãng mạn như thế này. Tại vì lần đầu tiên làm thì bao giờ nó cũng cảm giác hấp dẫn. Và bây giờ thì họ đang thật sự rất là phấn khích để đợi đến khi anh Danh xuống. Không biết là cảm giác của anh như thế nào, phản ứng của anh ra sao về cái món quà này nữa. Và hy vọng là anh ấy sẽ vui. Khi Ly Thảo chuẩn bị đấu vào đấy xong xuôi thì ông xã Bùi Công Danh mới bắt đầu thức giấc. Công nhận bà xã Ly Thảo canh giờ chuẩn ghê. Chào chồng buổi sáng, vợ ra ngoài trước. Khi nào chồng dậy thì mở tivi ra coi nha. Chơi trò gì đây? Alo chồng hả? Giờ có để tờ giấy trên bàn thấy không? Rồi, thấy rồi. Rồi chồng mở tivi ra coi nha. Chồng coi rồi, đâu có gì đâu. Có cái gì trên tivi? Cúp luôn. Kì vậy? Hai. Chồng nhìn thấy vợ về chồng tức cười lắm phải không? Đừng có cười. Thật sự hôm nay chương trình tạo cơ hội cho vợ để nói chuyện tâm sự với chồng. Nhiều khi có những chuyện gặp mặt không có nói được. Thì năm nay là năm thứ 6 kể từ khi mình kết hôn tới bây giờ. Thì nói chung là tới bây giờ thì vợ cảm thấy vợ hài lòng với những gì mình đang có. Vợ rất là mừng vì thời gian qua những khó khăn mà mình gặp phải, hai vợ chồng mình đều vượt qua được. Từ vấn đề công việc cho đến vấn đề con cái đều tìm được tiếng nói chung. Và vợ hy vọng rằng từ giờ trở về sau chúng ta cũng sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Và bên cạnh đó vợ cũng mong rằng chồng hãy quan tâm chia sẻ với vợ nhiều hơn trong công việc. Nhiều khi vợ đi làm về áp lực dữ lắm, vừa trẻ vừa phụ huynh rồi vừa cả gia đình nữa, nên về nhiều khi vợ buồn, vợ cáu bẳn thì mong chồng cũng hiểu cho. Cũng mong chồng hãy hỏi vợ hôm nay trên lớp như thế nào, trẻ có ngoan không, lớp này được bao nhiêu bé. Gần như là từ lúc vợ đi làm đến giờ chồng chưa bao giờ hỏi vợ câu đó. Nghề mà vợ muốn theo đuổi là nghề diễn viên. Mà vì gia đình mình, chồng biết vợ thích làm diễn viên như thế nào mà đúng không? Thì cũng từng hề diễn viên mà vợ chồng mình cũng diễn biết nhau. Nhưng mà chuyện đó thì cũng qua rồi, vợ vượt qua được. Vợ không dám nói là vợ hy sinh, nhưng vợ mong rằng những việc vợ làm chồng hiểu là vợ đã cố gắng như thế nào. Và vợ cũng mong rằng chồng hãy kiềm chế, bớt nóng tính lại để mình không phải làm tổn thương nhau. Bên cạnh đó nữa là vợ cần chồng hãy phụ vợ trong việc nhà. Vợ kêu đây không phải là làm hết hoặc là ngày nào cũng làm. Vợ chỉ cần lâu lâu về thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, hoặc là quần áo được giặt sạch sẽ phơi rồi đồ gấp lâu lâu cũng được. Thì như vậy vợ cũng vui rồi. Nói chung là chồng cũng có phụ việc vợ đó, nhưng mà vợ cần nhiều hơn nữa, cần quan tâm nhiều hơn nữa. Và vợ cũng cảm ơn chồng thời gian qua đã lo cho hai mẹ con, thương yêu, chăm sóc cho hai mẹ con. Hy vọng rằng cuộc sống của chúng mình sẽ được nhiều cái 6 năm hơn nữa. Chồng hãy hiểu cho vợ và vợ sẽ cố gắng hiểu chồng nhiều hơn. Thì cái gì muốn nói vợ nói hết rồi. Còn bây giờ chồng hẹn hò với vợ nha. Giờ đợi chồng ở ngoài bãi biển, hẹn chồng tí gặp lại.
Cái gì đây? Ai làm? Vợ làm hả? Ừ thì vợ làm. Gì? Đây, để coi coi. Đứng đây đi, chụp cho tấm hình bí mật này nọ ha. Đi ra trước ha. Giơ hai tay ra. Thôi, từ từ đi. Giơ hai tay ra. Vậy mới thấy người mình nói chứ. Giơ hai tay dạng Titanic vậy nè. Đó. Không. Lẽ nào Mùi Công Danh đã phát hiện điều gì rồi sao? Nếu không, hẳn anh chàng đã không một hai bắt vợ giang tay ra tạo kiểu chụp hình. Kể ra hành động của Ly Thảo cũng thật khiến người ta nghi ngờ. Hôm qua chồng rất là giỏi, biết phụ vợ, biết hợp tác, nên hôm nay vợ có một món quà cho chồng. Bong bóng đúng không? Bong bóng hả? Ờ. Món quà đó nằm trong mấy cái hộp kia kìa. Quà gì? Mở ra biết nha. Thường thường mấy cái hộp bự bự là mấy hộp chưng nè. Nhiệt tình lên. Có gì đâu. Chơi chồng hả vậy? Đưa lời trà. Tiếp vào đây. Gì là mày đó? Ai da? Come on, come on. Vô đây, vô đây. Nãy giờ tôi nghi rồi, tôi kêu chụp hình là dơ tay không dơ là nghi rồi. Nè, đây là một phần quà tặng chồng. Đây là một cặp lắc. Vợ con cái, chồng cái phải không? Đúng rồi. Và hôm nay, món quà vợ tặng chồng đó chính là quà của tình yêu và hạnh phúc. Đó, quá đẹp. Cảm ơn vợ yêu nha. Lâu lâu người đặt lấy cái này. Chồng sẽ lưu lại cái clip này làm kỷ niệm. Cảm ơn hôm nay về sớm nè. Để lo tươm tất mấy cái quà. Là những cái lời nói mà vợ đã gửi đến chồng. Chồng hứa là không ít thì nhiều, đi không nhiều thì cũng ít. Chồng sẽ cố gắng chồng khắc phục cái tính nóng của chồng. Phục về việc nhà nha. Rồi, cái đó chồng không có nói. Nhưng mà chồng sẽ làm, chồng sẽ làm. Nhưng mà về, ví dụ đi làm về mệt thì đừng có lầu bầu nữa. Không phải không phụ, nhưng mà mình phụ nhiều khi đàn ông thì làm sao tươm tất bằng phụ nữ. Thì có phụ thì thấy là chồng đã ghi nhận là chồng đã có phụ rồi. Còn cái chuyện mà làm được hay không ấy, thì sẽ thời gian sẽ từ từ sẽ chống cái đó người ta gọi là chống chế. Rồi quay clip này về để cho heo coi nha, có gì phụ ba nha heo. Bà xã Ly Thảo ơi, hãy cho ông xã Bùi Công Danh thêm thời gian để rèn luyện từ từ kỹ năng trong công việc nhà nhé. Đàn ông thường vụng về nên học hơi lâu một tí, nhưng mà trong lời nói của ông xã nghe có rất nhiều sự thành tâm và cố gắng đấy. Thôi đừng có buồn. Không, không buồn, không gì đâu. Một phần của chồng cũng chồng thôi, chồng cũng được lãng mạn với người ta. Tôi cũng khóc rồi nói chồng cũng xót gì. Dựa vô coi. Sao chồng không có tính mình lãng mạn nữa vậy? Tại chồng chưa đủ thương vợ để chồng làm. Tại chồng chưa đủ thương vợ để chồng làm. Chồng thương? Không nhớ thiệt. Giống như là cảm thấy bị tổn thương. Anh cũng cảm thấy là anh cũng không có cái sự lãng mạn dành cho Thảo. Cho nên là Buồn trong lòng. Cho nên là mới có nhiều cái bức xúc mà vậy, nén lại cảm thấy khó chịu. Từ lúc lấy nhau đến giờ luôn, Danh cũng tâm sự thiệt cái chương trình luôn là Danh ít có khi nào mà thể hiện cái sự lãng mạn cho Thảo lắm. Tại vì cái tiếp người của Danh không phải là cái thích thể hiện sự lãng mạn. Khổ tâm lắm. Theo Danh thấy thay vì cứ để bình thường như vậy, chứ còn giờ kêu nhiều khi là muốn làm mà mình làm mà làm không được nữa, bắt đầu bà buồn hơn nữa.
thật không biết phải nói sao nữa, nhưng Ly Thảo ơi, lại phải chờ đợi và cho ông xã Bùi Công Danh thêm thời gian nữa thôi. Nếu như trước đây, Ly Thảo luôn là người phải chăm sóc chồng con và làm hết tất cả công việc nhà từ lớn tới bé, ngay cả những việc nguy hiểm như sửa điện khiến vợ tủi thân vì không được chồng san sẻ. Nhưng giờ đây, ông xã Bùi Công Danh sẽ thay đổi. Bà xã Ly Thảo yên tâm hơn vì chồng không chỉ là bờ vai, là chỗ dựa vững chắc mà còn là người cùng vợ vun vén chăm lo cho tổ ấm thêm êm.